sáng nay anh em mình đang có mặt tại phường Vĩnh Hiệp của thành phố Rạch Giá. Bây giờ thì đã đến giờ đưa ra khỏi nhà nha các bạn. Gia đình đang sắp xếp. Anh em trong đội mai táng dịch vụ Vĩnh Bảo đang làm dịch vụ. Bên ngoài trời mưa rất là to. Thank you.
Chào các bạn. Mưa này mưa quá. Được, về luôn em.